một căn nhà một trệt ba lầu rất là thích hợp để cho 5-6 người mình về đây mình sinh sống luôn nha anh chị, và chỉ cách quốc lộ 1A có 450m thôi. Mến chào anh chị đã quay trở lại với kênh của em, nhà Bình Tân Minh Khang. Đây là căn nhà ngày hôm nay Minh Khang xin giới thiệu với anh chị mình nha. Một trệt ba lầu luôn anh chị, với diện tích là 3 x 7, 21m2, và diện tích sàn của mình là gần 100m2 nha anh chị. Một trệt ba lầu, ở trên chúng ta sẽ là tầng sân thượng. Thì căn nhà của mình á, được hiện diện trong khu dân cư đã đầy đủ đông đúc hết rồi nha. Hàng xóm xung quanh rất là đông luôn. Và bây giờ ở đây chỉ còn một căn duy nhất thôi anh chị. Nhà mình còn rất là mới. Đây, trần của mình là trần thạch cao nè anh chị, được dựng cấp vào nè, hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ cho gia đình mình luôn. Và nhà của mình với hướng chính sẽ là hướng nam nha anh chị, một hướng rất là tốt với những gia chủ thuộc mệnh là đông tứ trạch luôn. Thì ở đây á, anh chị cũng có thể thấy thì nhà của mình phân ra làm phòng khách nè, phòng bếp nè, và ở dưới sau chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh, chỉ có 21m2 thôi, nhưng mà nhà của mình được tối ưu diện tích rất là chỉnh chu luôn ha anh chị, đầy đủ công năng cho gia đình mình luôn á. Và trên mỗi tầng của chúng ta sẽ có một không gian phòng ngủ và một nhà vệ sinh liền kề luôn nha anh chị. Nếu như anh chị có muốn tham khảo thêm thông tin về căn nhà này á, thì hãy liên hệ lại ngay cho Khang, thì em sẽ dẫn anh chị mình đi xem nhà nhanh nhất có thể luôn. Giá chính xác chủ đang kêu là 1.650.000.000, và giá này mình còn ngồi lại thương lượng với nhau nữa nha anh chị. Tiện ích thì bán kính ở xung quanh đây 1 km đầy đủ cho anh chị em mình luôn nha. Đừng quên đăng ký kênh của Minh Khang để cập nhật thêm sản phẩm mới nhất ở trong khu vực quận Bình Tân nha anh chị. Em xin cảm ơn anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong các video clip lần sau.